Các em yên tâm nha, ta chỉ chụp hình các em thôi. Thật ra ông đâu có cần những cái thông số này đúng không? Đúng vậy Bụi, lâu lâu ngươi cũng thiệt là thông minh. Con bé siêu lì, thực sự nó còn không biết trong bản thân nó một siêu năng lực là hút tất cả những chất dinh dưỡng của tất cả những loài thực vật mà nó tiếp xúc hay lại gần. Mà ngay cả cái năng lực đó thì con bé nó còn kiểm soát không nổi mà. Thì làm sao nó biết được. Nên ta phải cố tình để cho siêu lì ở trong nông trại của gia đình nông dân siêu phàm. Wow, biết đâu được năng lực nó sẽ phát huy một cách bất ngờ, làm cho cây cối ở đó chết khô, chết dần, chết heo, chết mòn, chết ngắt. Hay quá tiên chỉ thôi. Lúc đó không còn những cái thảm thực vật thì sức mạnh của gia đình nông dân siêu phàm cũng sẽ bị ảnh hưởng và không còn nữa. Ba ba ơi, ba coi nè, ba có thấy là lượng sữa hôm nay giảm hẳn so với những ngày trước không? Ừ, sao kỳ vậy ha? Ba có kiểm tra sức khỏe đàn bò nhà mình chưa? Tất cả đều khỏe mạnh hết, không có vấn đề gì cả. Hay là do khẩu phần ăn? Không đâu, em đã cho đàn bò ăn hôm qua rồi, không có thay đổi gì trong khẩu phần ăn cả. Nhưng mà nếu không phải là do sức khỏe của chúng, có khi nào là loại cỏ chúng ta trồng có vấn đề gì đó không? Có lẽ là không có vấn đề gì đâu. Chắc là do ba ma suy nghĩ nhiều quá thôi. Có thể do thời tiết thay đổi, tâm trạng của mấy con bò không tốt nên cho ra ít sữa hơn. Ba mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ con thấy hôm nay đàn bò bị mất sữa nên ba mẹ đang tìm rõ nguyên nhân nè. Để mẹ đi một vòng tìm hiểu coi nông trại nhà mình có chuyện gì xảy ra bất thường không. Mẹ đi nha. Vậy để ba ra kiểm tra mấy con bò xem sao. Ba ơi, có kết quả đàn bò chưa ba? Con đừng lo, đàn bò vẫn khỏe không sao hết. Chắc có lẽ là đồng cỏ chúng ta có vấn đề. Em về rồi đây. Sao rồi? Em đã kiểm tra mọi thứ rồi, xung quanh đây không có gì bất thường hết. Nguồn nước cũng ổn, không có ô nhiễm đất, cũng không có xảy ra rác thải nữa. Sao kỳ lạ vậy ta? Cả nhà ơi, con mới phát hiện giống cỏ này lạ lắm nè. Hình như chúng không còn non xanh như trước hay sao á. Đâu, cho chị xem. Ba. Kỳ lạ vậy ta,
Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đã hút hết dưỡng chất của cây cối trong nông trại vậy ta. Cái cậu gà con, cái cậu nói là cái cậu muốn nghiên cứu thực vật ở nông trại, nhưng thật ra cái cậu đang làm hại cái nông trại đó. Kìa, con gái, ta biết cô này rất sốc, nhưng thực sự là bọn ta không có làm. Chính con, chính cái năng lực của con đã làm cho cây cỏ mùa màng trong nông trại vui vẻ bị suy yếu. Là sao? Tại sao lại là siêu năng lực của con? Con, chính con có khả năng đó. Khi con tiếp xúc với cây cỏ, vô tình con lấy dưỡng chất của chúng để tổng hợp sức mạnh miễn dịch. Nhưng vì con không điều khiển được năng lực nên con đã chỉ hút được dưỡng chất mà lại không tái tạo lại dưỡng chất cho chúng. Cây cỏ mùa màng suy yếu là do con thôi. Tất cả là lỗi do mình hết. Mình đã hút các chất dinh dưỡng trong nông trại nên mới xảy ra sự việc này. Mình phải bỏ trốn thôi. Ủa chớp chớp. Ủa Siêu Lì, bằng làm gì mà đứng một mình ở đây vậy? Mình đi vòng vòng đi tham quan. Tại cảnh đây đẹp quá mình bị thu hút thôi. Siêu Lì, bạn đừng có đi một mình nữa. Tại vì nông trại của mình đang có vấn đề nên ba mẹ mình sẽ lo lắng đó. Về nhà với mình nha. Mà bạn đừng có lo lắng quá, chắc tại đồng cỏ nó có vấn đề thôi. Ba mẹ mình sẽ giải quyết được mà. Ba ba và mama luôn vậy á. Ê chớp chớp, hồi nãy Tám Túc tìm bạn á. Tám Túc vừa tìm mình hả? Ừ. Vậy thôi, bạn có đi á thì đừng có đi xa nha. Mình đi về gặp Tấm Tuốt. Ừ. Ừ, đừng đi xa nha. Đi nha. Gia đình nông dân Siêu Phạm thật là tốt bụng. Mình không thể ở lại đây để làm hại họ được nữa. Xin lỗi chớp chớp nha. Bây giờ mình phải bỏ trốn thôi và không quay lại đây nữa. May quá, con bé tỉnh lại rồi. Sao, sao con lại ở đây? Gia đình tôi không thấy bạn ở đâu nên chia nhau ra đi tìm bạn á. Mà ba bay thấy bạn nằm xỉu ở ven đường mòn trong rừng nên đưa bạn về đây. Nói chúng ta nghe đi, tại sao con lại bỏ chạy? Là tại con, chính con đã vô tình hút đi dinh dưỡng trong các loài cây cỏ mà con không biết, làm đàn bò của mọi người bị mất sữa. Ồ, hai ba chị Siêu Lì có siêu năng lực tổng hợp dưỡng chất từ thiên nhiên. Thì ra là con tự ti về năng lực của bản thân mình hay sao? Con thất vọng vì con không điều khiển được năng lực của bản thân. Đúng là sở hữu sức mạnh là một chuyện, nhưng mà làm chủ sức mạnh lại là chuyện khác. Nhưng mà con đừng lo, chúng ta sẽ giúp cho con điều khiển năng lực của mình. Hãy tập trung vào con gái, hãy hòa hợp ý thức của mình và sức mạnh.
khiên lớn tới mức mà có thể che được cả nhà chúng ta luôn nè. Tốt lắm con gái, con có thể thu nó lại được rồi. Tuyệt quá à, mọi thứ đều không thay đổi. Giỏi lắm con gái. Siêu lì, vậy là từ bây giờ bạn có thể điều khiển được siêu năng lực của mình rồi đó. Chúc mừng con nha. Dạ, chúc mừng chị Siêu Lì. Yeah. Đây nè mọi người, đây là cái chỗ hôm bữa con ngã. Con nghĩ là mấy nấm cỏ này không có bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của con. Hay quá, có lẽ đây là giống cỏ đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi năng lực siêu nhiên. Bà, chúng ta hãy lấy một ít cỏ này về cho bà Mu ăn thử coi sao. Mọi người ơi, vậy mọi người hãy đừng cỏ vào cái ba lô của con đi. Đây là ba lô quân chống gù, có thể đựng được nhiều thứ mà không cảm giác nặng luôn á. Hay quá, chúng ta đem cỏ về đi. Dạ. Sữa này là nhờ giống cỏ đặc biệt đó sao? Phải đó, bây giờ thì em mới hiểu tại sao giống cỏ này không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của siêu lì. Là vì giống cỏ này có khả năng hấp thụ và tái tạo chất dinh dưỡng từ đất, cho nên khi mà siêu lì hút hết chất dinh dưỡng của nó vẫn có khả năng tái tạo lại được. Đây là giống cỏ đặc biệt đó. Có thể trong tương lai, giống cỏ này sẽ có tác dụng trong việc nâng cao sữa bò của chúng ta. Chuyện này chúng ta phải nghiên cứu thêm, bởi vì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết chính xác nó tác động như thế nào đối với sữa bò mà. Cô chú siêu lì. Con rất lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra. Vì con mà làm hại cả đồng cỏ, làm hại tới những con bò nữa. Nè, siêu lì, con không cần phải áy náy đâu. Bởi vì con đã cố gắng hết sức để điều khiển sức mạnh của mình. Và lại bây giờ nông trại của chúng ta cũng trở lại bình thường còn gì. Dân cảm ơn cô chú. Phải đó, mà cũng nhờ có con, chúng ta mới phát hiện ra loại cỏ đặc biệt này. Không những không bị tác động của con, mà còn có những ưu điểm vượt trội nữa, cho nên con không cần phải áy náy đâu. Dạ con cảm ơn cô chú. Cô biết đó là con sống một mình rất là buồn đúng không? Khi nào mà con buồn cứ qua đây chơi với cô chú, tám tuốt nó sẽ rất là vui khi bà con tới đây đó. Dạ. Còn bây giờ gia đình chúng ta hãy vào trong để thưởng thức sữa bò nè. Đi thôi. Dạ, đi thôi. Đi. Không sao. Mình đi thôi bạn thân. Đi. Bạn á. Chăm chú như vậy. Trời, Tiểu Vy làm tôi hết hồn. Ai đang tính làm chuyện gì mà ám đúng không? Không có. Tại tôi thấy hai người kia kìa, cười nói vui vẻ với nhau, mà còn gọi là bạn thân nữa. Mà bạn thân là cái gì vậy? Mà bạn không biết cái nào là bạn thân hết hả? Không. Ủa nhưng mà tôi với Chớp Chớp có được gọi là bạn thân không? Cũng tùy. Nếu mà hai người tìm hiểu nhau rõ nè, san sẻ cho nhau những niềm vui trong cuộc sống thì cũng được gọi là bạn thân á. Nhưng mà tôi chưa hiểu lắm. Thôi ví dụ vậy đi cho anh dễ hiểu. Bạn thân á là thường đi xem phim cùng nhau nè, ăn bánh cùng nhau nè, và chuyện gì cũng nói cho nhau nghe hết trơn á. À, thì ra bạn thân là vậy á hả? Tức quá đi. Làm sao đây? Làm sao đây vì cái gia đình nó chưa sư phạm ở đây? Làm sao đây? Dạ. Đá đen lại còn xuôi nữa.
tức quá. Hả? Có cách rồi. Mở nhạc ăn mừng thôi. Bây giờ là mấy giờ không? Phải để cho người ta ngủ chứ. Ngủ cái gì? Bụi, ông nghĩ đi. Ông Tiến sĩ Đơn vừa mới chế tạo cái vũ khí này, định mang ra tấn công gia đình nông dân siêu phàm. Tôi thấy cũng tốt mà. Cái gì? Cái gì mà cũng tốt? Vũ khí này chưa được thử nghiệm. Mang ra tấn công như vậy, lỡ như không hiệu quả, có phải là gây sự chú ý cho gia đình nông dân siêu phàm không? Ha. Vậy thì bây giờ ta sẽ thử tình người của ngươi. Bảy! Bảy à? Lỡ như hiệu quả sao? Ta mất hết năng lực hả? Vậy tại sao ngươi không tin ta? Nhưng chưa thử nghiệm ta không tin. Ta nói cho ngươi nghe nè, chúng ta phải làm liền, làm nhanh và dứt khoát. Để gia đình đó không kịp trở tay thì khả năng thành công mới cao được. Không được. Tôi thấy tiến sĩ Đờ cũng đúng. Nghe chưa? Khơ Lo cũng đúng. Nghe chưa? Nhưng mà ta thấy tốt nhất bây giờ nên đi ngủ đi. Đúng vậy. Đúng, chính xác. Ta sẽ không làm theo ngươi, ta cũng sẽ đi ngủ. Hai ngươi, ta theo ngươi đi. Tức giận quá mà. Ta còn bao nhiêu tóc đâu, không còn nhiều thời gian nữa. Hai ngươi lười biết không làm thì ta làm một mình ha. Mười lăm, mười sáu. Có quạt cầm tay Quân, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay túi bút Quân. 6 thẻ bài Quân đổi một quạt cầm tay siêu Quân. Có bóng phản quang Quân, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Quân trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Quân. Có giày batin siêu cool, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày batin siêu cool. Giày có balo hoodie cool, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cool. Sự may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad thêm chín, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. 1, 2, 3 là con đang nhìn nè, nhìn là chú sẽ phân tích nè. Cháu con mới để cái tay về, để đầu nó cứ truyền sang qua cái tay con vừa đưa đây, là mẹ đưa đây. Cố lên con, nhưng từ cố lên con là bắt đầu nè. Đó, mày điểm kia nói là lúc đó con phải nhắm mắt lại. Đó, đang coi hoa nè, bỏ tiền xuống. Dạ. Dứt. Sao mà nói được con? Tuyệt quá, mọi thứ đều không thay đổi, sao mất?